Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một cái cây Nam Bộ Trắng Hùng Vương. Cây Nam Bộ Trắng Hùng Vương này có cái tạng thân lá là khả năng là cây Campuchia hoặc là cây miền trong, nở lần đầu sổ vào tại Phú Thọ và được đặt tên là Nam Bộ Trắng Hùng Vương. Thì cây này thì nó khá là đẹp và khá là nét. Đấy, các chị nhìn mắt nó rất là gọn và đẹp. Cái này không phải là cây do em sổ, cây do người khác sổ, đặt tên là Hùng Vương. Cây này sai bông rất là to anh chị nhé, sai bông nó to xem bao thuốc lá hoặc to hơn bao thuốc lá. Đấy, mắt phân thủy rõ ràng rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy mũi cái trụ phấn nó sạch tinh, còn cái mũi của nó thì là màu tím. Đấy, trụ nhụy và sạch tinh, phân thủy rất là rõ ràng và cũng rất là cân đối và đẹp. Được cái bông này sai bông rất là to và nó bộ cánh của nó rất là nhìn chung rất là to và nó không bị rủ. Còn đa phần thì một số cây là nó cánh to thì nó hay bị rủ. Đấy, mặc dù cái này nó chỉ có một bông thôi, nhưng mà cái cây Hùng Vương này thì sắp tới này thì nó nở nhiều thì em sẽ quay sau. Còn đây thì nó đang là tạm thời có một bông thì giới thiệu mọi người trước. Còn sau thì mọi người có thể xem thêm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa nhé. Kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa này cũng có rất nhiều các video cũng như là các cây giới thiệu đến các anh chị. Các anh chị mua sắm, muốn mua những cái sưu tầm những cái giống lan năm cái trắng hoặc trắng cũng có thể liên hệ bên em. Và bên em cũng sẽ cung cấp những cái cây như này. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu sơ qua một chút về cái cây Nam Bộ Trắng Hùng Vương. Cây này thì nguồn gốc sổ tại Phú Thọ và được gọi tên để cho dễ nhớ thôi. Đấy, tên đặt để cho dễ nhớ. Anh chị nhé. Cái này của nó là thân lá như anh chị nhìn thấy đây, là thân lá nó xanh sạch, đúng không ạ? Thân lá nó xanh sạch. Đấy, cái này thì mới đầu ra là nó hơi ám như của cây Phú Thọ. Cái gốc của nó đây anh chị nhìn này. Gốc nó đấy, hơi ám, đúng không? Hơi ám. Giống kiểu cây Phú Thọ. Nam Bộ Trắng Phú Thọ là nó rất là phổ thông, mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Thì cây Hùng Vương này thì thân của nó khá là to, nhưng mà thân hơi rích rắc anh chị. Thân nó rích rắc. Và đốt nó khá là dài. Khả năng nó là vùng Campuchia. Đấy. Thì nó sổ ra thì mình gọi tên để cho nó dễ nhớ thôi. Đấy, kể cả những cái cây đắt tiền nhất như cây hoặc là nổi tiếng như Bảo Duy hay là những cái cây Bình Dương các thứ thì nó cũng chỉ là đặt tên để cho dễ nhớ thôi anh chị ạ. Dễ nhớ và nhớ đến cái khuôn bông và cái bông hoa nó là như vậy. Ví dụ như cây Hùng Vương thì mắt nó rất là nét. Đấy, anh chị thấy không? Mắt nó rất là nét và phân thủy rõ ràng, không bị lem. Không bị lem một chút nào. Đấy. Mắt rõ ràng, mắt gọn, rõ ràng, không bị lem. Mắt hơi xước. Đấy, thì đây là cái cây bông Nam Bộ Trắng Hùng Vương. Nó là một cây cũng rất là đẹp, sai bông rất là to và cũng rất là đáng sưu tầm. Thân lá, hoa, anh chị ạ. Đấy, thân lá nó rất là đẹp. Cái này nó là xanh sạch, anh chị nhé. Nhưng mà hồi trước mới lên nó ám tím này. Đấy, sau là nó tương đối xanh sạch. Nó cũng xem kiểu cái cây Phú Thọ đấy, đây mọi người thấy. Đấy, còn thân lá của nó thì khá là to anh chị. Thân lá của nó cái này là rất là to, nên là bông hoa cũng to. Thân lá nó to lắm, lá của nó dài từ 10 đến 15 cm. Đây chị có thể nhòm qua cái lá của nó một chút đây. Đây là một găng tay của em, một găng này. Chưa kể cái độ vòng của cái lá nữa, một cái vòng của nó. Một găng của em là 22 cm, đây nó rơi tầm 17 cm, 16-17 cm cái lá này. Dài và to nó khoảng 3-4 cm. Thân lá rất là to khủng và đốt dài anh chị ạ. Cái cây đoạn dài đấy hôm nào nó nở thì em sẽ quay lại video sau. Còn đây thì giới thiệu cho mọi người về cái cây, về cái bông hoa này đã. Thì mời tất cả các anh chị cũng ngắm cái cây Nam Bộ Trắng Hùng Vương này. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ủng hộ em. Hẹn gặp lại tất cả các bác và mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác, với những cái cây lan đẹp và những cái cây lan đáng sưu tầm và rất nên sưu tầm những cái cây như này. Kể cả những cái cây phi điệp tím, những cái cây đấy nó cũng rất đáng sưu tầm, quan trọng là cái hoa đẹp các anh chị ạ. Chứ không quan trọng quá là cái nguồn gốc đâu. Bởi vì nhiều cây cây công nghiệp, cây Thái nó rất là đẹp, ví dụ như cây trầm tím hay những cây Parisi trắng, trầm hồng, trầm hồng long, trầm cửu long rất là đẹp. Thì đấy là mọi người cũng lưu ý là cứ đẹp là mình chơi. Không quan trọng quá là cái tên này nguồn gốc xuất xứ hay gì đâu anh chị nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.